đất ơi, có mấy khách sạn cũng xin không được nữa. Thiệt, chó bự cho má luôn được mà. Tao đi, không có chó làm đôi tao. Không tin mấy hả con? Trời ơi, kìa, má coi thử đi. Trời ơi, chó nó chút xíu cũng sợ. Mà chó nó bự lắm, có thiệt. Có tao nè, làm vậy ổn không má? Thôi nè mày. Nó thấy vui rồi nó cái mày kìa. Ủa, bà đâu ai? Rồi mày đứng đó đi cho nó cắt. Hả? Dược qua sông tim đông Future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do. Trời ơi, tưởng gì? Ca ca mùi mùi mình làm cũng được nữa nha. Trời phá. Hả? Dạ cho mày chứ. Cái gì vậy? Tao bị giết tao quen rồi mày ơi. Hả? Tài nha, vô vị trí sẵn sàng. Đứng khép đất chung mông lên để tao tắm cho sạch sẽ rồi nè, rồi đi bơi. Trời ơi, ở đâu mà vô giá đó trời, vô giá thật không hiểu rõ tụi bay luôn á. Lên đứng khép đất chạy, đứng đây. Nuôi hai chó đầu vô nó bị ghiềm tắm rồi trời. Đang ngủ mới kêu con cái gì không? Mày đi qua dưới tắm đi, xin cho tao vài phép hành về để ngồi bỏ vô nồi cá kho cho thơm coi. Không có hành cũng đâu sao đâu, con cũng đâu ăn được hành đâu. Ăn cũng được thì tập ăn cho được. Chướng khí hả mày? Đi với nó đi nè. Biết rồi. Có nhà ông tắm ơi. Ta nghĩ ơi, rồi mày qua kiếm tắm cái gì không? À mẹ con kêu qua đây xin gì tắm vài phép hành về coi cá. Ở sau nhà tao trồng nhóc cho về ra ngoài cũng nhỏ nhiêu nhỏ. Nhóc vô đây. Sợ chó cắn quá à. Trời ơi, vô đại đi, nó sủa vậy thôi chứ đâu có cắn đâu. Hả? Hả? Ê, tao mệt á. Cái thằng quỷ này đi đâu phải nửa tiếng hồn chưa thấy đâu chứ vậy. Tao kiếm bà em ta. Đó, thấy con em đâu không? Kia nó qua đây xin giờ chấp hành đâu mất tiêu luôn rồi kìa. Trời ơi, nãy nó qua đây nó xin giờ chấp hành chưa gì, nó thấy chó sủa sợ chạy mất tiêu rồi kìa. Ờ, vậy hả chị? Thôi để em vô bẻ nhà chấp hành về nha. Ờ, vô chỗ lấy đi, mấy chó sủa thôi chứ nó cắn đâu, đừng sợ. Em biết rồi, trời ơi, nó cắn em, em cắn lại nó luôn chứ sợ gì. Hello mọi người, hôm nay mình chọn cho má cám chưa, chưa thì vô tiếng cái ông qua mình chọn cho má cám nha. Nè, nó xuống được má. Hỏi tao, tao hỏi ai. Trời ơi, bây giờ nó đứng ở phía dưới kìa, sao mày về, mày đi đâu mày đi. Hả? Hàng xóm tôi như thế này này. Hả? Ơi, má cám rồi cá con, em chạy ra giường bẻ mớ rau, cái người chạy về nấu canh cho mình ăn cơm. Nha má. Con nhỏ này hết xài rồi. Ủa thấy nó đi bẻ cao đàng hoàng mà. Nó không biết kho cá đó. Trời ơi 25, 26 tuổi không biết kho cá đó. Bây giờ kêu má kho giùm đó bà ơi. Trời ơi bà nói tôi cũng mới đi. Chứ ai mà kho cá mà bỏ đi vậy đâu. Trời ơi đúng rồi hình như là vậy đó. Trời ơi cái đứa vậy hết xài trời ơi. Không ngờ có cá có đứa cá không xài được gì trơn. Vậy đó. Quá trời quá đất rồi trời ơi. Không thể tưởng tượng được nổi luôn. Nó ngu ngô ghê. Con nhỏ thì nó ngu ngô ghê vậy đó. Ủa má nào trời. Trời ơi không có má là sao hồi mới đóng tiền học phí được cái ta. Mà thấy nghĩ không? Trời ơi, nó đi chơi chứ nó đi học cái gì, làm gì mà học đó hả? 22 tuổi học rồi đâu mà chưa xong học đại học, nó học đại học mà bà. Nó cho mày biết nha, nó hả, nó đóng tiền nợ môn đó chứ không phải đóng tiền học phí đàng hoàng đâu cho bà biết. Vậy hèn hèn chi con cám nó nghèo hoài. Trời ơi, vậy là mấy đứa này nó phá dữ lắm, đâu ăn chơi ăn nhậu không nè chứ mà học hành dấu. Cái thằng nó kìa trời ơi, có biết thông minh nào đâu. Tụi em TikTok chơi cho vui không mà được mấy đứa con cái chơi TikTok nó lẻ cho mấy hũ muối trời ơi. Hạnh phúc mình chết chứ trời ơi. Vui gần chết á. Em cảm ơn trời ơi. Xạo là người theo dõi tặng hả? Có, không cho bà biết. Nghĩ hả? Ủa gì muối lâu nó có vậy bà? Trời nó xin người ta, nó nhắn tin từng người, nó xin người ta. Nó cho biết tôi gõ quá trời gõ, bà làm gì không biết. Trời ơi, tao không ngờ con cám nó phải đi xin như vậy luôn. Sao tao, bà nói đi tao. Thấy nó còn quay chó bà làm được chị. Trời ơi bà, trời ơi. Nói gì đâu nổi tiếng hả? Con tắm tôi hả? Hơn con cám nhiều bà ơi. Ờ, giờ bà coi thử đi, giờ bà bước ra chợ cái nha. Bà thấy gì đầu tiên? Cơm tắm, cá chồng, cá chồng, cá nhà, cái quán cơm tắm. Có quán nào bán cơm cám đâu? Muốn kiếm con cám phải vô chuồng heo kiếm nó kìa. Chứ làm gì kiếm được mà chợ với tôi. Trời ơi. Hay hay. Bởi tôi mới nói cơm tắm mười mấy hai chục ngàn một hộp trở lên còn cám nhiêu. Mười ngàn một ký to tôi còn thèm nữa rồi. Đây là hàng xóm tôi khi biết tôi làm TikTok và YouTube. Ủa cám chuẩn bị quay clip đó hả? Ủa chị, mới ba chơi hả? Trời ơi, mới mốt đem quần áo qua đây ở mẹ cho rồi đi. Đi quay lại chơi cho mắt công vậy không? Trời ơi, suốt ngày không lo làm lúa làm ơ đổ chân mà đi tối ngày quay clip, clip. Hiểu nổi luôn. Ờ, mà tao nghe nói á, làm việc tốt á kiếm được nhiều tiền lắm không? Mày đừng có giấu. Hả? Ủa chị, tao có cắt mạc được đâu chứ? À, mình tiếp tục chứ có
tiền. TikTok có tiền để mua bộ đồ màu khác đâu, cầu một tiếng nào. Làm gì có cắt bạc nào. Thôi, nghe nói hả, TikTok kiếm được là cả trăm triệu, luôn. Đừng có giấu chị em mày ơi. Trời ơi, tôi chơi TikTok tới giờ là 3 năm hơn rồi, có cắt nào đâu. TikTok chưa kiếm được tiền bà ơi. Ủa, vậy hả? Tao biết chị đâu. Mà nghe nói mày chơi YouTuber đúng không? Trời ơi, vậy là kiếm tiền ngốc rồi. YouTuber là kiếm tiền ngốc luôn. Ô bà nội ơi, bà nội. Trời ơi, con kiếm được có đủ tiền, con xài con sống rồi mẹ ơi. À, mày có nút bạc hay nút vàng vàng gì đó chưa? Ủa, tao nghe nói có nút bạc, nút vàng là tiền về dữ lắm không mày? Trời ơi, chứ có nút bạc, nút vàng thì tiền dữ lắm đó, tiền ngốc luôn. Trời ơi, có nút bạc để chân tao nó đẹp thôi chứ có được cắt nào thêm đâu mà ở đó có trăm triệu. Giết người cướp của hay gì mà được trăm triệu bà nội. Trời ơi, vậy ta tưởng sang trọng dữ dội, đồ ghê dữ lắm. Ai dè cũng như mình gụa mình lúa thôi. Mình gụa mình lúa đã bị chữ ra đang cái mặt lên bị chữ thúi chân vậy. Ủa vậy mày, mày quay đi tao coi chút coi, tao coi mày quay làm sao, coi đi, quay đi, quay đi. Ừ. Trời ơi, ấy mày không lo quét nhà cửa nhà phụ tao đi chơi gì mày làm như vậy. Làm khùng làm điên cái mẹ xã hội với mày. Trời ơi, lớn già đồng làm khùng làm điên. Thôi gì vậy. Mỗi khi tôi quay clip, mọi người trên TikTok thấy. Ủa, ấy sao đóng chén của tao mà dục nó mất tiêu hơn rồi. Chén chị em còn chén hơn nữa hết rồi. Lại mấy chén nào bể nó dục hết rồi. Chứ để làm gì, mới để làm gì không. Trời ơi, bả chén tôi dục hết đi. Trời ơi, để chi cho trần nhà trần đất. Vừa đặt miếng lâm lên chi, bể lâm lên hơn á. Ừ, nói cũng phải. Nó dục bỏ bả bớt đi trời. Hàng xóm tôi thấy. Trường hợp như cậu bé thiểu năng dưới đây là một ví dụ cho nghị lực vươn lên cao đẹp. Sinh ra bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, ba mất sớm. Từ khi em mới ra đời, mẹ lại bị thần kinh lúc mơ lúc tỉnh. Nhưng nụ cười của cậu bé, nụ cười của sự lạc quan, của ý chí vươn lên bệnh tật, vượt qua số phận, vẫn luôn rạng rỡ trên môi. Nhận mấy thiếp hàng xóm của mình dễ thương ghê luôn ha. Trời đất ơi, ông xóm mình lần đầu tiên có mày khen mấy bả đó. Chú Ba không thấy hả? À? Ăn no xong tối ngày đi dặm mắm thêm muối. Mình mới về quê nghỉ dịch được có 2-3 bữa. Đồ mình có vợ 2 con. Trời đất ơi, tội mới đê quật chết. Anh ơi, cũng tội nghiệp mấy bà lắm mày ơi. Thông cảm cho bả chút xíu đi. Nhiều chuyện nó đam mê rồi. Nhưng mình trong khoai mấy chị hàng xóm của tôi là như thế này này. Trời ơi, trong khi người ta thiếu ăn thiếu thốn mà nó lấy gạo nó đổ nó bỏ cho gà cho vịt ăn. Tao đi đồn là không biết giúp đỡ người khác mà lãng phí lương thực thực phẩm. Tới rồi, cái chuyện này là chết rồi, chết rồi. Trời. Rồi nè, đứng yên nè, đứng yên tắm cho nó sạch nó đẹp nó thơm đấy con. Rồi, Nguyên nè ha, Nguyên ngoan quá trời giỏi, quá trời giỏi luôn Nguyên ơi. Trời ơi, tự nhiên đi tắm chó. Tao đồn nó ngược đẩy động vật. Cái tội này nặng lắm, nặng dữ lắm luôn. Con mẹ này nó khùng hay gì trời. Trời đất ơi. Thôi mà, ra coi này nè, cái lên. Có gì đâu mà kêu tao lên đi. Mừng giờ tưởng khuya mà con cám đâu ngoài đường đi ta. Mơi đồn nó bỏ nhà đi chơi trai. Trời ơi, cái con nó điên rồi mẹ ơi, chạy đi mẹ ơi, đi ngủ mẹ ơi. Khi xóm tôi có biến. Mày chạy đâu vậy, chạy dữ vậy. Trời ơi, ở kia hai bà trùm mình xóm nó chửi lộn con sụm chân. Má đồ ngồi cho đi con đi coi nha. Hả? Tao đi liền, tao đi liền. Ê, hai bà. Trời ơi, nghe nói đánh hùng kia kìa, trời ơi, đi coi cho lên, coi cho lên. Hả? Rồi, tao kêu gót đi liền, đâu chị tao để em coi nha. Ôi nó kia chửi hậu thiệt chứ, chửi hậu thiệt. Đi liền. Hả? Hả? Ê chết, quên rồi nhé. Chứ mày không được. Trời
ơi, tôi lộn như phim kiếm hiệp nha trời ơi. Con đây không lo cao đây, mày lo làm gì vậy ca? Vậy trời ơi mày ngu quá, mày vừa coi cái lộn vừa đẹp tắt vừa dưỡng da, ở đâu mà làm công hai chuyện quá. Body thị mua một tặng một, mua body tặng tặng chẳng. Hàng xóm nghĩ gì về bạn? Trời ơi, tao nói nắng gì mà nắng quá trời, nắng ngực muốn chết vậy hả? Ê bà coi ý kìa. Đi chơi với ba thứ quỷ yêu gì đâu không bởi vậy đầu tóc kìa, đầu đỏ đầu vàng, nó hư chắc luôn. Đi chơi với bạn nè, cái đây là đi chơi với bạn, bởi vậy hư á, đầu xanh đầu đỏ là hư rồi. Còn gì nữa đâu nói, hư chắc. Chứ gì nữa, nhìn là biết liền mà thấy không. Trời ơi, cái đây đâu có ai đầu đỏ đầu vàng gì đâu. Trời má, con đau họng có mấy bữa mà ăn không được, sụt mấy kg á, tức ghê vậy. Nói tao cho mày, đã đau họng rồi mà còn uống nước đá đập bập bập suốt ngày. Đừng có thuốc đi. Bà, mày nhìn cái con của cá không? Ấm do, ấm nhắc. Chưa đá chắc luôn. Nghĩ hả? Trời ơi, vậy hổng đặt tưởng bị bệnh. Mà nó ốm ra đập đá, mà nó ốm vậy đó. Cứ kế bên nhà nó mà nó đập bấp hoài. Má ơi, tiền lương của con đưa má hết rồi đó. Má đưa con lại 20 ngày em đổ xăng chiều nay con đi làm nha. À, tiền lương mày tao cất tủ hết rồi nè. Nha. Ờ, vừa đủ 20 ngày nè, đi đổ xăng đi lên làm. Thấy không? Đi làm lương 3 cọc 3 đồng về xài hết để giờ xí tiền mẹ đó kìa. Trời ơi, thấy rõ ràng mất 20 ngàn cho liền. Trời ơi, thằng này hết xài hết nói được. Lớn nhà đậu gì cũng xin nữa. Hai thiếp, con nhớ là con ăn trực nhà hai thiếp chết cơm bát nước nào đâu mà đồn bậy con bà vậy. Ăn ở đâu đó hả? Chứ không phải vậy mày là hư chắc rồi. Đầu xanh đầu đỏ suốt nhà nhìn không có coi ra được cái gì hết trơn á. Ôi đâu như con của hai đứa tao. Trời ơi, làm kiếm tới mấy chục triệu đem về. Nếu chị muốn so đo vậy thì chị nói cho em xin thưa. Con em làm tháng lương được có 3-4 triệu mà nó đủ nuôi em với nuôi nó à. Không có làm tháng mấy chục triệu như con trai của chị. Mà có 400 ngàn thiếu hoài không trả. Bây giờ lương nó nhiều quá vậy chị trả liền, chị trả liền 400 ngàn chị. Ôi chị muốn nói cái gì, chị nói chứ đừng biết nợ nữa, chị 400 ngàn trả liền, chị trả liền. Đây là tôi khi đi mua đồ. Ý ơi, mắc vô không có gì không? Tao đưa tiền nè, đi mua tao chai nước mắm về thôi cá rồi, hết nước mắm rồi. Thôi, chưa nắng chết đâu. Đừng có chai nước mắm, cũng đi mua làm biến chết rồi. Mày bước trái vào làm cây liền bây giờ mày tin không hả? Hả mày? Còn cái trái, đi dưới đây, tiền nè. Không mua má rồi nè. Xong rồi thì mày đem vô cấp đi rồi, mày đưa tao lại 2 ngàn, dư 2 ngàn mày. Trời ơi, có 2 ngàn cũng đòi lại nữa. Phải nhiều sao? Nước mắm nó lên nó lại còn dư tới 3 ngàn nữa cho mày biết. Trời ơi, tao bực mình lắm nha, đưa lại 2 ngàn lên. Còn đây là mẹ tôi khi đi mua đồ. Má chạy về rồi hả? Thì tôi đi chạy về rồi nè. Trời ơi, mệt muốn chết luôn nha, trưa nắng đêm bể cái đầu vậy. Tao mua được 5 chai nước mắm nè, trời ơi, để xài. Ra mà chưa đủ mặn hay gì mà mua dữ vậy má? Mua chi 5 chai xài chừng nào mới hết? Tao để anh từ từ xài cũng hết. Mua 1 chai được cái chén. Mày mua 5 chai thì được 5 cái chén. Đỡ không? Biết không biết tính toán gì chân, lớp già đạo biết tính toán gì chân, tức gì mới đời. Mua ơi là mua vậy. Yam cho bong trong thơ cảm thấy một câu chàng dài quá thơ say lời. Giờ